Sáng ngày 23 tháng 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh và Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền vận động phụ nữ tham gia đảm bảo an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình giai đoạn 2017-2022. Dự hội nghị có ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các sở ban ngành có liên quan. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thông qua báo cáo thực hiện chương trình phối hợp. Trong 5 năm thực hiện, các cấp hội đã phối hợp Ban An toàn giao thông cùng cấp cơ quan công an địa phương tổ chức 17.023 cuộc tuyên truyền cho 563.857 cán bộ hội viên và quần chúng phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc, phụ nữ xã biên giới, vùng sâu, tổ chức cho 100% cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Giúp đỡ hỗ trợ cho 136 phụ nữ bị tai nạn giao thông, có người thân bị tai nạn giao thông với tổng số tiền trên 1,652 tỷ đồng, thực hiện tốt việc xây dựng văn hóa giao thông, qua đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, tác động tích cực hiệu quả đến việc thực hiện phong trào Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Tại đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thông qua dự thảo và tiến hành ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền vận động phụ nữ tham gia đảm bảo an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình giai đoạn 2023-2027, đồng thời khen thưởng các tập thể cá nhân có những đóng góp tích cực trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022.